Xin chào mọi người, tôi tên là Hiếu. Hôm nay tôi tiếp tục quay cho mọi người những cái bài viết liên quan đến cái liên quan đến cái tin tức ở bên nước ngoài, liên quan đến cái ông Trump này nhé. Và đây là những cái tin tức mà tôi sẽ quay cho các bạn liên quan đến chính trị gia của ông Trump và ông Biden. Và đây là những cái nhà sẽ có một cuộc đua chạy vào Nhà Trắng. Ông Trump đang nỗ lực gây quỹ cho chiến dịch vận động tranh cử. Mr. Donald Trump tried to raise funds for his election campaign. Trong cái chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tuyên truyền đầy tự hào về số tiền kỷ lục While US President Joe Biden election campaign is proudly promoting the record amount of $25 million raised in a fundraising. In a fundraising event taking place on the evening of March 28th recently in New York City. Đã gây quỹ được xong sự kiện vận động tài trợ diễn ra vào cuối tối 28 tháng 3 vừa qua tại thành phố New York. Đây, và tôi sẽ đọc trọng lại những cái từ mới này. Trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden, while US President Joe Biden's election campaign E proudly promoting đang tuyên truyền đầy tự hào. Promoting là tuyên truyền, proudly là đầy tự hào. E proudly promoting the record về số tiền kỷ lục 25 triệu đô, the record amount of $25 million raised đã gây quỹ được trong sự kiện vận động tài trợ và diễn ra tối 28 tháng 3. In a fundraising event taking place on the evening, event taking place on the evening of March 28th recently in New York City, ở thành phố New York, cựu thủ tướng Mỹ Donald Trump, đội ngũ vận động của tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu leak do gì kế hoạch tổ chức một cuộc vận động tranh cử với mức gây quỹ dự kiến cho đến hiện tại là 33 triệu đô. Former President Donald Trump campaign team began to leak plan to organize an election campaign with an expected fundraising level to date for $33 million. Truyền thông Mỹ dẫn dắt một nguồn giấu tên trong đội ngũ cố vấn của cựu tổng thống Trump. American Media City Server Anonymous Source Informer President Trump cho biết ông Trump sẽ có buổi tiếp xúc với các nhà tài trợ tiềm năng vào ngày 6 tháng 4. Advisory team is saying that Mr. Trump will have a meeting with potential donors to on appear seek at Mar-a-Lago Club, Florida State. Người đứng ra chủ trì sự kiện này là tỷ phú John Paulson. The host of this event is billionaire John Paulson. Ok, xin cảm ơn mọi người.